Thưa quý vị, ngày 19 tháng 4 tại Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội Moscow Incentra ở thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức hội thảo triển vọng hợp tác kinh tế số Việt Nam-Liên bang Nga dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu là đại diện nhiều bộ ngành, viện nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp hai nước. Hội thảo tập trung trao đổi thảo luận về tình hình và triển vọng phát triển kinh tế số ở mỗi nước, cũng như các cơ hội và giải pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực đầy tiềm năng này. Các đại biểu đánh giá Việt Nam và Liên bang Nga đều hết sức chú trọng phát triển kinh tế số, đặt mục tiêu đưa kinh tế số trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính thời gian tới. Điều này mở ra những cơ hội hết sức to lớn cho hợp tác giữa hai nước nói chung, doanh nghiệp hai nước nói riêng. Hiện đã có một số dự án hợp tác kinh tế số đang được triển khai giữa hai nước, như trong các lĩnh vực an ninh mạng, thành phố thông minh, số hóa ngân hàng, kinh doanh kỹ thuật số giải pháp. Tôi cho rằng là cái buổi hội thảo ngày hôm nay rất có nhiều cái thông tin mới hữu ích đối với chúng ta, nhất là về kinh tế số của Việt Nam như Liên bang Nga hiện nay là phát triển rất là mạnh. Liên bang Nga sẽ không thay thế đồng rúp thông thường bằng đồng rúp số hóa, mà trái lại các hình thức này sẽ được bổ sung cho nhau. Hiện nay chúng ta thấy sự đa dạng của đồng tiền kỹ thuật số, cho phép thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và không mất nhiều thời gian. Bên cạnh những dự án nêu trên, các đại biểu cũng đưa ra nhiều lĩnh vực triển vọng khác đối với hợp tác kinh tế số như tài chính, y tế, nông nghiệp, vận tải, năng lượng, môi trường và sản xuất. Trên cơ sở đánh giá tình hình và tiềm năng hợp tác, các đại biểu đã đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, từ góc độ các nhà quản lý, nhà nghiên cứu cho đến doanh nghiệp, như tăng cường xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin của hai nước, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển các nền tảng và sản phẩm số.